Dạ vâng, em Trường xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác và anh chị. Thì cũng có khá nhiều anh chị đang yêu cầu em Trường quay chi tiết mẫu Innova nhưng mà số tự động này đó nha cả nhà. Thì hôm nay em Trường xin được phép lên sóng quay chi tiết mẫu Toyota Innova số tự động nha cả nhà. Đời 2014 nè, xe biển 43A61137 hiện tại. Mẫu xe này bên em Trường đang đứng chính chủ ủy quyền luôn. Kể bên em Trường buôn bán xe là có chính sách hỗ trợ nhà mình từ rút hồ sơ cho đến sang tên chính chủ cà vẹt gì đó. Nói chung cả nhà mình muốn như thế nào bên em Trường đều hỗ trợ tận tình tận tâm cho cả nhà mình luôn nha. Đó, nhưng cả nhà mình cứ yên tâm, nếu mà lần đầu mua xe còn bỡ ngỡ về những vấn đề pháp lý thủ tục giấy tờ thì bên em Trường sẽ hỗ trợ nhà mình đến lúc ra cà vẹt sang tên chính chủ cho nhà mình luôn. Vâng, quay lại vấn đề chính. Đây là mẫu Toyota Innova màu ghi bạc đời 2014 nha cả nhà. Xe số tự động. Đối với mẫu xe này bên em Trường bao nhã nhà mình đi chết hãng luôn. Chết hãng, họ chết gara toàn quốc tùy theo yêu cầu cũng như ý thích của nhà mình luôn. Đó. Nếu mà mẫu xe này cả nhà đến, em Trường xin cam kết mẫu xe này 100% keo sùng chỉ zin, máy zin, không đâm đụng, không taxi, không dịch vụ, màu sơn zin. Cả nhà đến xem xe mà không đúng như trên clip, em Trường sẵn sàng gỡ lại toàn bộ chi phí đi lại cho nhà mình và kèm theo đó là 20 triệu chi phí tổn hại cho nhà mình nha. Đấy, và bên em Trường xin cam kết mẫu xe này máy móc bảo hành 1 năm. Rồi, màu ghi bạc nha cả nhà. Zin luôn, cả nhà xem nè, form dáng của xe rất là liền nha. Liền lạc nè, form dáng gân guốc rất là đẹp, bình thùng thẳng nha, sơn xe zin. Với mẫu xe này bên em Trường xin cam kết là sơn zin còn trên 80% nha cả nhà. Rất đẹp luôn. Đó, thấy chưa? Đấy, sơn xe zin, xe là đã có dán phim cách nhiệt quanh xe rồi. Bởi vì Innova số tự động bản full mà cả nhà nhìn rất là sướng nha. Đấy, gương kính sấy, gạt mưa sâu, cảm biến lùi. Chủ nhân của nó trong cái hội là hội xe của Việt Nam mình luôn. Đó, rất là chơi, rất đẹp nha. Đối với mẫu xe này là em Trường nghĩ là nhà mình không bàn về chất đâu. Không bàn về giá, không bàn về chất, vì chất xe nó quá tuyệt vời, chỉ bàn về giá thôi. Đó, quá đẹp luôn, màu ghi bạc. Xe chính chủ sử dụng từ đầu luôn nha cả nhà. Đó, chính chủ sử dụng từ đầu. Bốn quẻ lớp mới tinh. Đó, cả nhà thấy không? Mâm hình hoa mai đúng đời 2014 nha. Đấy. Cả nhà ơi, xe rất đẹp. Xi nhan trên gương nè, báo rẻ đầy đủ hết. Gương zin Toyota đây nha cả nhà. Gương zin Toyota, cái cửa microphone trưng. Rồi, cả nhà xem giùm em nè, keo chỉ bên em Cường cam kết, bên Trường cam kết là không đứt nối nè. Cả nhà xem rất là đẹp luôn. Đấy, đinh tán của nhà sản xuất đầy đủ nè, cả nhà thấy không? Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đấy, cả nhà xem gai sần của nó nè. Trời ơi, quá đẹp luôn cho mẫu xe này. Cộp của cộp. Cả nhà thấy không? Đây là mình dán được can carbon thôi nha cả nhà. Những nút chỉnh gương rồi nè, những cái chữ rồi nè, còn rất là rõ ràng, cả nhà xem nè. Đó, thấy chưa? Tuyệt vời nha. Tuyệt vời nha cả nhà. Đó. Cả nhà xem giùm em nè, Toyota Innova. Đó, đời 2014 nha. Xem từng cái ốc nè, cả nhà xem từng cái ốc của nó nè. Thấy chưa? Chưa có dấu hiệu tháo lắp gì hết nha. Bát bản lề Toyota, cả nhà thấy không? Rất đẹp luôn nè. Đấy, tuyệt vời. Những cái nút nè, bộ ghế dây zin lúc mua mới tới bây giờ luôn nha cả nhà. Cả nhà. Đó, dây zin trong hãng nè, mua mới tới bây giờ luôn. Cả nhà thấy chưa? Đẹp tuyệt vời. Ốc nách của nó nè. Đó, sơn xi nó đẹp làm sao mà nó đẹp thiệt tình luôn. Cả nhà xem nè, vô lăng zin nè, xe trang bị hai túi khí, một túi khí bên phụ và một túi khí bên vô lăng. Và đồng thời bảng tự động thì trên vô lăng nó có tích hợp vô lăng trên tự động luôn, cũng như là tăng giảm âm lượng nè, que bài nè, đó là những là zin theo xe hết. Cả nhà xem nè, thấy không? Đẹp tuyệt vời. Đây là những cái khóe vô lăng rồi nè, quá tuyệt vời luôn. Đây là chỉnh gương chiếu hậu ra, đây là lóc cửa, đây là chỉnh đèn đồng hồ. Đó, củ số zin theo xe nha cả nhà. Đó, số tự động nè. Xe trang bị bản đủ nên nó có cảm biến lùi, sấy gương, mà đầu CD zin theo xe, đầu CD zin theo xe. Cả nhà thấy không? Ghế ghiếc đồ đẹp zin hết. Đối với mẫu xe này là không miễn chê luôn cả nhà ơi. Đấy, trần bọc ni lông nha, trần bọc ni lông. À, đẹp từng chi tiết ron riết đồ mà sao đẹp dữ, đẹp dằn không biết nữa. Đúng là con xe chất luôn cả nhà. Quá tuyệt vời. Cả nhà xem gai sần của nó nè. Thấy chưa? À, giờ kiếm đâu. Đó, cả nhà xem giùm em đi, rất là đẹp luôn nè. Nó đẹp từng chi tiết luôn nha. Mở cửa nhìn rất là sang trọng nè. Những cái này nè, vẫn còn luôn. Thấy chưa?
lớp lát là em cam kết với cả nhà là zin hết từ đầu tới đuôi luôn. Mâm này là chưa sơn nha cả nhà, mâm này là chưa sơn, những cái đinh bấm đinh cả nhà coi nè, những cái đinh bấm này bấm chì của mâm vẫn còn, có nghĩa là mâm này chưa được gặm tuốt luôn. Cả nhà xem gầm bệ của nó nè, đó thấy chưa, chưa có dấu hiệu gì đâu gặm tuốt hết, tôn vẫn còn luôn mà, đó tôn vẫn còn, nghĩa là cái này chưa rỉ sét chưa gì hết. Cả nhà xem nè, đó tôn vỏ mỏng tan, gương Toyota nè, xem những cái đinh tán của nó nè, đó có nghĩa là cái phần này chưa bị ve chạm hay là xô lệch gì hết, ốc zin này nha cả nhà, đó chưa dấu hiệu tháo lắp, em quay cận cảnh luôn nè cả nhà thấy không, đó đó chưa có dấu hiệu mà cà lơ mã lết tháo lắp ra nha cả nhà, đó zin khét hết đấy, rất là tuyệt vời cho mẫu xe này luôn nè, keo sùng chỉ của nó cả nhà xem nè, thấy chưa đẹp tuyệt vời nha, đó đẹp tuyệt vời luôn. Cái phía sau này nè cả nhà có thể nếu mà không có sử dụng ngồi thì mình gấp lên, thì mình gấp hai bên trên giữa bỏ được rất nhiều hành lý luôn, vali luôn, phải bè quẹo 6-7 cái cả nhà, đó ba vùng lạnh zin theo xe cả nhà thấy không, trần nỉ bọc ni lông. Và bộ ghế này là cả nhà xem cái phần giữa của nó nè, cực kỳ đẹp, cái vết sơn của nhà sản xuất vẫn còn, phía trong này là vẫn còn bộ ghế nỉ nha, ghế nỉ là ở trong này vẫn còn hết nè, chỉ bọc thêm một lớp áo da thôi, đó cả nhà thấy không, uy tín tại niềm tin luôn, đồ theo xe đầy đủ. Những cái con này ốc này có nghĩa là xe này chưa một lần mở ra luôn nha cả nhà, gầm bệ của nó nè cả nhà xem, này gầm bệ của nó nè cực kỳ đẹp, không có một tí gì là rỉ sét nha. Và đặc biệt là em cam kết là gầm bệ chiếc này chưa có tẩy và chưa có sơn lại một lần nào luôn, mã vạch nhà sản xuất vẫn còn cả nhà thấy không, rồi rồi quá đẹp luôn. Đó gầm bệ của nó nè cả nhà xem không, mâm đúc nè, đây gầm bệ của nó nè cả nhà xem đi, đấy quá tuyệt vời chứ còn cái gì nữa. Và mẫu xe này bên em trường chào bán với giá là 395 triệu, bao phí rút hồ sơ cho cả nhà mình, pháp lý giấy tờ là bên em trường lo hết, là bao rút hồ sơ nha cả nhà. Rồi đó cả nhà thấy không, đẹp tuyệt vời. Thì em xin mời tất cả quý cô bác cùng em mình nổ máy mẫu xe này lên nha, nổ máy mẫu xe này lên như thế nào đây. Đấy, xe đi được 90.000, 9 vạn nè. Đó, có sao là có quay vậy luôn nha. Đầu zin Toyota. Rồi, nổ máy nè. Quá đẹp luôn. Đó. Đối với mẫu xe này bên em trường bao chết test toàn quốc nên cả nhà có yên tâm mà sử dụng nha, không phải lo gì hết. Bốn quay lốp như mới. Đây. Ốc lốp phía trước không có dấu hiệu một hột rỉ sét nha cả nhà. Quá tuyệt vời nha. Rồi. Rồi cả nhà xem giùm em mẫu này nha, cực kỳ đẹp luôn nè, ốc turbo chưa một lần mở luôn nè, ốc turbo chưa một lần mở nè đấy, keo sùng chỉ là đẹp miên man cả nhà thấy không, keo sùng chỉ đẹp miên man đó, không có dấu hiệu va chạm nè, những cái đầu chỉ nè đẹp hết luôn nha cả nhà thấy chưa, ốc turbo chưa có dấu hiệu tháo lắp nè, đây là phía thanh dàn phía bên phụ của xe, cả nhà lưu ý giùm em nè, đinh bôn vẫn còn, có nghĩa là chiếc này chưa có va chạm nha. Đó, đinh bôn vẫn còn, nếu va chạm bị xô lên là người ta bẻ matic rồi mấy cái này sẽ mất đi. Đó, cả nhà xem nè, đó đinh bôn vẫn còn luôn. Thanh dàn cao su, bông giảm chấn rồi là vẫn còn đầy đủ hết luôn nha cả nhà. Thấy chưa? Tuyệt vời. Đó, thấy chưa? Bông giảm chấn rồi vẫn còn. Cả nhà thấy không? Đó, rất đẹp luôn. Rồi. Đây là hệ thống phanh ABS chống bó cứng phần phanh cả bốn bánh nè. Thấy không? Máy móc nè. Tuyệt vời chưa, hiện tại là máy đang nổ luôn cả nhà ơi, rất là êm nha, mẫu xe này máy móc là êm, em trường cam kết là máy móc zin, ốc dàn cò chưa đụng luôn, cả nhà xem từng cái đánh dấu vạch sơn của nhà sản xuất nó vẫn còn nè, ốc máy nè cả nhà xem nè, ốc máy zin hết nha, hiện tại là máy đang nổ luôn nè, những cái đầu ốc nè nhìn rất đẹp, chưa có dấu hiệu gì rồi tháo lắp, ốc dàn cò chưa ra luôn cả nhà thấy không, quá tuyệt vời cho con mẫu xe này rồi đó, nước này người ta dùng nước đỏ luôn nha cả nhà. Đấy. Rồi, mẫu xe này bên em trường chào bán với cái giá là 395 triệu bao phí rút hồ sơ, và có thương lượng lọc lẽ cho cả nhà đến xem xe. Và cả nhà đến xem xe mà đăng ký kênh của em trường thì em trường giảm ngay từ 2 đến 3 triệu. Đó, có lọc lẽ luôn. Và khách hàng nào giới thiệu cho bên em mua được xe, bên em trường sẵn sàng gửi từ 3 đến 5 triệu tiền cà phê khi giao dịch thành công nha cả nhà. Nhớ đăng ký kênh và ấn nút quả chuông của anh phải màn hình, nó tạo thêm cái động lực cho em trường khi quay clip nha cả nhà.